con ngựa kia đâu rồi. Đây là con đường Nguyễn Trãi, quận 5 và cũng là khu vực gần sát bên chợ Bào Sen. Bà con đi chợ có thể đi từ đường Nguyễn Trãi đi vào cái hẻm này, hoặc là đi từ đường An Dương Vương á là cũng đi vào được. Vì con hẻm này sẽ thông chạy thẳng ra đường An Dương Vương luôn. Giờ sang đi vào trong cái khu vực chợ này thì sẽ đi thẳng ra cuối đường chợ cho mọi người xem nha. Đầu chợ này thì có buôn bán hết đồ tạp phẩm. Bên đây có cái tiệm bánh mì nè, bánh mì heo quay. Thì vào đây có hàng bún, sao thấy bán nhiều đó, có 2-3 hàng bún lần. Có bánh tráng nè, đây có một hàng bún nè. Và gần bên đó là có bán chả, chả cá, đây là chả cá nha. Có cả đồ chai nữa nè. Vào tới trong khu này thì nó cảm giác mát mẻ hơn, vì ở đây là bà con ở trên che tấm bạc đó, nên là cảm giác mát mẻ hơn cái đoạn vừa đi qua. Đoạn này là 70-80 ngàn cái không nè, đây bán giá công ty rẻ bèo. Chỗ này thương người quá vậy. Chơi cây rong củ, bà con ta buôn bán xem với nhau đó. Bên đây thì hành tiêu tỏi như đây nè. Rau củ là ngon không? Vào đây thì có một cái chỗ bán bánh khọt. Ai mà thèm món bánh khọt á thì mọi người có thể vào đây nè. Sang thấy có một cái chỗ bán bánh khọt với bánh xèo nè. Bánh con này quá chừng luôn ạ. Rồi đây là khu vực bán đồ ăn nhiều lắm nha. Sáng nay quán bún riêu. Bên đây thì bán đủ món hết trơn nha. Có các món chè, món ăn ngọt đây nè. Rồi còn muốn ăn sáng thì đi vào trong cái đoạn này. Cái chợ này thì buôn bán trên một cái con đường nhỏ nhỏ để chạy dài ra ở đường An Dương Vương. Đó, bà con đi đây giờ này thì sao thấy cũng hơi lay gai thôi à.
Và cái cổng này là nằm bên đường An Dương Vương nè, bà con có thể đi vào cổng này cũng được. Trước cổng thì có một bãi giữ xe. Cái đoạn bên đây thì Sơn thấy bán đồ ít hơn ở phía bên đường Nguyễn Trãi. Ở đây thì có cái hàng gạo. Cả nhà xem nghe chợ này im lặng quá ha. Tiếng ồn ào thì chỉ nhỏ 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 thôi à. Cái này là trên bầu trời đang bắt đầu chuyển mưa. Đến cái đoạn này cái đồ ăn á thơm quá. Trên thì có cái chỗ bán bún mắm nữa, bún thịt nướng. Khách sợ thừa quá, đồ ăn quá chừng nhiều luôn á. Chỗ này bán cơm nha. Đây thì có cái chỗ bán cá nè, nhưng mà Sơn thấy sao không có ai đi chỗ này hết trơn kìa. Ở phía bên đây luôn nữa. Cá như cá biển là nhiều á. Rồi rồi. Quầy rau nhỏ nhỏ rồi hả? Tất cả quần áo xi nè. Quần áo để đóng rồi á. Ở đây sao ta mua một ít ha. Bánh này gọi là bánh gì hả cô? Dạ, em mì nướng mà đổ bằng cái khuôn đấy ngọt ha. Cô bán thì sao hả cô? 3 bánh 10 ngàn. Cô lấy con 20 đi ha. Cái này là cô nướng bằng cái khuôn. Này là khuôn của bánh bông lan. Dạ, giống như khuôn bánh bò nướng hả cô? À dạ. Dạ. Đây là để lên hấp nha. Dạ. Cái này cô để hấp cái lò gàng nhỏ xíu xíu dễ thương quá ha. Hấp bằng than mà. Dạ. 3 miếng như vậy là 10 ngàn. Dạ. Cái này cô làm tại chỗ luôn ha. Dạ. 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 YouTube ha con. À. Dạ. Dạ. Rồi. Mình bán tới mấy giờ là hết hả con? Mấy giờ nghỉ á? 1 giờ mấy gì vậy? Dạ, 1 giờ mấy hay coi thì đã rồi. Đó, nhỏ xíu dễ thương quá ha. Ngày mình bán mấy thau bột vậy hả cô? Dạ, dạ. Đây, ngoài ra thì cô có bán một ít bánh nè, bánh da lợn, bánh bông lan, bánh mì nữa. Có cả một ít bánh tây nữa nè. Cô bán hàng ở trong chợ này nói rằng là chợ này trước kia thì đông lắm, nhưng mà từ ngày được dịch kéo dài á thì bà con ta đi chợ ít hơn, thưa vắng hơn lúc trước kia. Và chạy qua bên cái hẻm bên kia thì bà con cũng đứng chợ nữa. Để sang đi qua bên đây cho mọi người xem nha. Đầu đường nè, buôn bán rau đủ,
chỗ này có tôm cá một ít thôi. Một kệ thịt heo nhỏ nhỏ như vậy nè. Đây có một cái quầy thịt heo nữa nè. Miếng chân gà, miếng chân nó ở cái lỗ đó non á. Bên đây thì bà con bán đồ ít hơn. Thịt với trứng. Dạ. Có cả xịt trái cây ở đây. Đây bà con đi chợ thì cũng ít hơn phía bên kia, nhưng mà xem thấy bán đồ cũng đủ đồ ăn hàng ngày nè, có món ăn sáng nữa, đó là món ăn dân dã nè, khoai nè, đồ tạp hóa, cá gia vị, có đủ hết. À, phía bên đây thì cũng có bán thịt gà nè, mực, tôm. Cái sạp rau củ đây nè. Bà con đi chợ này thì ít nên là cái tiếng ồn ào nhộn nhịp thì không có giống như những khu chợ lớn đó. Cái thịt này nè. Bánh bò, bánh tiêu. Heo, có những kệ nhỏ nhỏ thôi hả? Rồi đối diện bên phía bên đây thì có cái hàng rau củ. Đây có quay đồ ăn, bún thịt xào, gỏi cuốn, lại đây là cái sạch bánh mì nữa nè. Có một ít trái cây, hoa. Bún xào thì bán hơi đắt đắt một tí nè. Đến cái đoạn này cũng hết khu vực chợ rồi. Và đến trước đó là hết rồi. Bà con không có giống đồ bán nữa. À, đến đây thì có một ít thịt, gà, cá. Có một cái khu vực chợ ở nhỏ nhỏ như vậy á thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày của bà con ở đây. Sao nghĩ cũng tiện ha. Thì bà con sống xung quanh đây á, có thể người ta lợ chợ này gần cái gì á, nó cũng đủ đồ ăn hết trơn á. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại với cô chú anh chị cùng các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.